Và thưa quý vị, trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ gồm trên 500 ca khúc với nhiều đề tài khác nhau, và trong đó đề tài về quê hương với đồng xanh, lúa vàng, gió mát trăng thanh đã tạo nên một sắc màu, một âm điệu trong âm nhạc, cũng vẽ lên một bức tranh thủy mạc gắn bó với làng quê Việt Nam xinh tươi và thanh bình. Và hình ảnh đó đã được tái hiện lại qua nhạc phẩm Gạo Trắng Trăng Thanh. Và sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Gạo Trắng Trăng Thanh của nhà thơ, của Hoàng Thi Thơ, qua sự trình bày của danh ca Sơn Ca. Kính thưa quý vị, trở lại với quý vị lần thứ hai. Trước khi trở về Australia một tuần nữa, Sơn Ca xin được hát bài này. Đây là một bài hát mà năm 1960, tức là lúc đó Sơn Ca mới có 6 tuổi. Nhưng mà bây giờ 18 tuổi thì đã được hát nhạc Hoàng Thi Thơ. Thưa quý vị, ca khúc Gạo Trắng Trăng Thanh của cô nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Yeah.
Sơn Con quý vị rất nhiều.